Và đây là mít tết bên trong một người bạn. Bài thứ hai. Anh xin lỗi, nhưng mà càng này khó quá em. Sao hôm nay em không cười nè? Hay em muốn cho anh thấy cảnh hoàng hôn? Hay là em muốn anh phải ngồi vào đầu bứt tóc nghe bài câu dành cho em như anh hoàng tôn? Em thì dịu dàng như là gió mát phất thác lời mình trên cánh diều đông đưa. Đang khỏe mạnh thì gặp em là cảm. Vì sáng nắng chiều giông mưa em biết em ngon tới mức mà chỉ cần nhìn thôi là anh muốn hôn lên thái dương ngày. Ngủ vào buổi sáng dậy lúc trời chiều anh cứ như thể đang yêu bạn gái phương Tây. Em thích anh ghé tai em và nói những lời ngọt ngào làm em khói thấy mồ đê mê. Anh bảo anh không còn hứng thú với gái thì em lại chửi anh là cái đồ BD. Anh biết nấu ăn làm mọi thứ hay ngồi cạnh em cột mái tóc. Nè, có ai bình thường mà lại phải đi chạy nắng vào một cái nóc nhà, đồ ăn ngon anh không cần trao. Cao thủ có em cũng ăn hết lẹ. Cổng em là cổng cá địa cầu, anh nói nhẹ vậy thôi chứ thực ra nặng chết mẹ. Em bảo em thích đọc sách, anh không mua tặng kịp, em liền nhận dỗi nhau. Em cứ u buồn, anh hỏi em sao vậy, em trả lời là xin em là nỗi đau. Em sống theo chủ nghĩa tự do, nhưng đường em đi theo hướng Hitler. Trong nhà của em có rất nhiều sách, cuốn sách em thích nhất là cuốn Huống Tích Chờ. Ngồi chờ nước tiếng đã được cùng em ra phố cũng không thấy lời xin lỗi là sao. Rồi em bước tới tự kiếm chuyện sắp em nói đến nay giờ mà không nhắn là sao. Là đàn ông nên anh phải nhẫn nhịn, dù mọi chuyện đi quá chớn thì anh vẫn lặng thinh. Em là người rất tôn trọng thời gian, hình như em đang tự phá vào mặt mình. Cái gì cũng nhất quá tàm, riêng đối với em thì đã tới hẹn trăm. Vì lỗi của em còn hơn bảo miền Trung, vì em là hàng ngày còn bảo thì hẹn năm. Nhiều khi anh muốn đắm em lắm, nhưng dễ huồng quá, đổi không nỡ. Đi chơi về em bảo mình chia tay, cứu cứu anh cái vì anh đỡ không nổi. Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết. Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết. Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết. Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết. Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết. Phá xong em lại hô khác gặp hô kiểu em thì cứ hô cũng chắc sạch. Sở thích của em là ăn uống nên ai nhìn vô cũng thấy em chắc bắp. Không có ai gọi 1900 nữa đi nói chuyện với cái thằng hồ tử ếch. Gọi em là cái chị Thỏ Ngọc vì em chỉ lừa mấy thằng non nớt. Girl.